Lúc đó em lại suy nghĩ là thôi vô đây tối thui rồi, không biết ông có làm gì mình không. Trong khi em là người dẫn. Dạ, nhưng mà em sợ. Ảnh thì suy nghĩ lúc mà quen lâu rồi mới nói là cái lần đầu tiên đi tưởng đâu em dắt vô băng cướp, sợ cướp xe ảnh. Thì lúc đó sợ chứ em. Đã lúc đó là cũng tối khoảng 9-10 giờ rồi. Trời ơi. Ớn à, đúng lắm đó, trời ơi. Sợ rồi, nay hai đứa là mò trong đường đó đi để đi về thôi chứ không còn là còn đó đám cưới gì nữa. Là chỉ được về đám cưới luôn. Dạ không. Lúc đó là em lại dắt vô là ngồi lộn đám cưới. Đúng rồi. Như ngồi lộn đám cưới của em cũng không biết nữa. Em xìu xìu ảnh thôi đi ra, như đi lộn đám cưới rồi. Cái cái đám cưới ta nhìn ta cười quá trời. Cái hai đứa dắt xe đi ra. Rồi lại mò đường về nữa. Dạ, thiệt luôn á. Cái này vô phim được nè. Không mò đường. Thôi nghe nè, rồi là lúc đó là các em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em học lớp 10. Trời ơi lớp 10. Dạ. Càng sợ. Dạ. Vậy là bạn này hơn bạn này có 1 tuổi à? Dạ đúng rồi. Lớp 11. Bởi vậy mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thanh Hậu. Em năm nay là 28 tuổi. Em đến từ Tây Ninh. Công việc hiện tại của em là thợ sửa chữa máy cày nông nghiệp. Hai đứa từ Tây Ninh lên đây luôn. Dạ, dạ đúng rồi. Rất trân trọng. Nha. Cảm ơn. Rồi giờ mời em. Dạ, chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào khán giả đang xem chương trình. Em tên là Phan Kim Nguyên, nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là em buôn bán. Buôn bán, bán gì, bánh tráng hay gì? Dạ không, em bán trong trường học. Rồi nó nghe nè, bây giờ hai đứa yêu nhau như thế nào? Lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau nè? Dạ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là lúc đó em có tạo cái nick cho nhỏ bạn để chỉ cho nó cách cua trai trên mạng. Cua trai, chỉ cho cách cua trai. Dạ xong rồi em mới kết bạn với anh này. Em nhắn tin trước, em nhắn tin giùm tại nó không biết. Là em cua giùm cho nhỏ bạn. Dạ đúng không? Rồi. Sao nữa? Dạ xong rồi em mới biết mật khẩu cái nick đó, nói chuyện với anh này đã mến ảnh rồi cho nên là em dành cái nick luôn. Dành luôn phải không? Nhỏ bạn, bây giờ hai đứa còn chơi chung không? Dạ không. Chắc giận từ cái thuở đó luôn rồi. Dạ. Rồi sau này nhưng mà em thì sao? Em thấy cô này nhắn tin với mình đó là mình có thích cái cô này qua tin nhắn không? Dạ lúc đầu thì nhắn tin thì nói chuyện đầu cũng hợp ý. Rồi em cứ tưởng đâu là cái bạn mà nhỏ kia. Ủa, nhưng mà cái ứng dụng nó có thấy hình nền không? Dạ không, lúc đó chỉ là để nhắn tin thôi chứ không có thấy hình nền. Sau cái vụ đó là lần đầu tiên gặp mặt ngoài đời á, cách đó bao lâu? Dạ hai đứa nói chuyện với nhau trên mạng nó chắc cũng khoảng 2 tháng đến 3 tháng gì đó. Rồi sau đó một ngày đó là cái ngày đám cưới của nhà người thân của bạn này. Thì bạn này mới điện thoại là nó gọi em là đến chơi, đến tham dự đám cưới. Lần đầu tiên mà ra gặp thì thấy cô này nhỏ nhắn, mấy người đó mà bé xíu à. Mà dễ thương. Thích rồi đó. Đã thích đúng không? Còn em thì sao? À, lần đầu tiên mà dắt anh đi đám cưới là ban đêm đi tiệc trà của ông anh. Cái nhà đó thì lâu quá rồi em quên nhà. Em dắt anh đi điên. Đi lộn vô rừng cao su mà. Trời ơi. Lúc đó em lại suy nghĩ là ôi, vô đây tối thui rồi không biết ông có làm gì mình không. Trong khi em là người dẫn. Dạ nhưng mà em sợ. Ảnh thì suy nghĩ lúc mà quen lâu rồi mới nói là cái lần đầu tiên đi tưởng đâu em dắt vô băng cướp, sợ cướp xe ảnh. Thì lúc đó sợ chứ em. Dạ lúc đó là cũng tối khoảng 9-10 giờ rồi. Trời ơi. Trời ơi. Sợ rồi, nay hai đứa là mò trong đường đó đi để đi về thôi chứ không còn là còn đó đám cưới gì nữa. Là chỉ được về thôi. Đám cưới luôn. Dạ, dạ không. Lúc đó là em lại dắt vô là ngồi lộn đám cưới. Đúng rồi. Như ngồi lộn đám cưới của anh cũng không biết nữa. Em kiều kiều anh thôi đi ra, như đi lộn đám cưới rồi. Cái đám cưới ta nhìn ta cười quá trời. Cái hai đứa dắt xe đi ra. Rồi lại mò đường về nữa. Dạ. Thiệt luôn á, cái này vô phim được nè. Không mò đường. Nói nghe nè, rồi là lúc đó là các em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em học lớp 10. Trời ơi lớp 10. Dạ. Càng sợ. Dạ. Vậy là bạn này hơn bạn này có 1 tuổi à? Dạ đúng rồi. 11. Lớp 11. Bởi vì sợ hãi là đúng rồi. Dạ. Cũng lần đầu tiên gặp bạn trai á, nên ảnh là mối tình đầu của em á, cho nên là nó nhiều cái cảm xúc nữa. Cô em là mối tình đầu của ảnh. Dạ. Em có phải là mối tình đầu của cổ phải mối tình đầu của em không? Dạ. Trước đó có yêu ai chưa? Dạ yêu thì chưa, nhưng mà cũng có để ý một cô học cùng trường. Cũng có quen cô đó. Nhưng mà sau khi mà gặp được cô này thấy dễ thương, dễ mến. Nói chuyện là dễ thương, nói chuyện rất là dễ thương. Dạ. Ngon hơn. Dạ. Là từ đó quyết định là thương cô này theo cái này thôi. Lúc mà phát hiện hai đứa đi uống nước mía rồi phát hiện ảnh nhắn tin với bạn đó rồi em mới giận. Trong điện thoại ảnh lưu là bà xã Nguyên rồi vợ Hương. Em nhớ vậy. Em là bà xã, còn kia là vợ. Dạ. Nó cũng đồng hôi thứ đó. Nó chỉ khác từ ngữ thôi. Bà xã với vợ là đồng hôi thứ luôn á. Rồi sao mà quyết định thì sao? Ai là em có ép ảnh là chọn một trong hai không? Dạ có.
Lúc đó em giận lắm, em không muốn gặp nữa. Nhưng mà lại cảm giác như là mình háo thắng á, là mình muốn... Mình chọn đi. Muốn dạch ra bằng được đúng không? Dạ. Bằng chắc. Em thua được. Em dạch ra kế hoạch hẳn hoi. Em hẹn em hẹn đi gặp lần nữa. Là cả ba gặp nhau? Không, gặp có hai người thôi. Là hai người này gặp nhau. Dạ. Gặp lần nữa sao? Cũng đi uống nước mía ở công viên đó luôn. Xong rồi lúc về sắp tới nhà là tại vì em nói là gặp mặt lần cuối mà cho nên là về tới nhà là chấm dứt. Xong rồi cái em mới dụ ảnh đi bộ, đi xe dắt bộ đi. Em mới hôn ảnh cái rồi em chạy vô nhà em trốn luôn. Kỳ vậy. Sao kỳ vậy? Rồi sao? Sao chưa chọn mà? Hung gái. Cái đó là chơi chiêu. Hung gái bỏ chạy. Hung gái bỏ chạy để đang nhớ Nhung nó giống Dương hoài luôn. Cảm thấy cảm giống như mình có lỗi vậy đó. À đúng rồi, đúng rồi. Từ cái hung đó em lại lúc đó em lại có cái quyết định là chọn bả. Là chọn. Nhưng mà anh không biết là em chỉ là đang háo thắng thôi chứ cũng không có thích anh lắm. Đường đi nước bước. Dạ. Sắp lượt đó. Vậy là hai đứa yêu nhau bao lâu thì làm đám cưới? Dạ quen nhau 5 năm. Rồi làm đám cưới. Dạ. Mà trước đó là hai đứa có sống thử không? Dạ không. Lúc mà quen ảnh em khi mà quyết định mà thích ảnh rồi á nên em quyết tâm là em học chung trường kinh tế với ảnh nên em thi vô cái trường đó. Rồi hai đứa học chung khoảng 2 năm đó thì lúc đầu thì cũng có ở nhà mẹ, ở nhà mẹ ảnh tại vì mướn nhà trọ thì nó kinh phí nó hơi nhiều cho nên là có xin gia đình có xin là tại thấy hai đứa cũng quen lâu rồi cho nên là xin cho ở. Tức nghĩa là gia đình hai bên đã biết nhau. Dạ, biết. Hai đứa quen nhau đúng không? Ở nhà ảnh nhưng mà em lại ngủ chung với em ruột của ảnh. À đó. Ở cũng vui lắm tại vì mẹ ảnh thì cũng khó gài cái cửa mà mỗi lần mà ảnh mà muốn có ý định gì mà mở cái két một cái là mẹ chạy vô liền. Có nghĩa là mẹ canh đó phải không? Mẹ canh giùm. Thật ra mẹ canh là mẹ canh cho em á. Ở nhà người ta đó là khi nó kêu két là nó khô dầu là phải bôi dầu vô liền đừng cái két. Còn bên đây mẹ là đi lấy hóa chất hay gì làm cho dầu nó khô. Cái cửa nó kêu cái két. Rồi sợ ổng tối ngủ còn nghe két cái là mẹ chạy ra liền đúng không? Dạ. Coi nào mẹ phát hiện không? Phòng dạ có em. Có ảnh mở cửa lúc đó anh mở cửa qua anh tính hung mẹ một cái. Sau đó đó, dạ, đó mẹ nghe cái két rồi mẹ chạy vô mẹ mới hỏi. Bắt trớn định hung là mẹ bắt gặp rồi. Dạ lúc đó em sợ quá tại vì mẹ chạy vô là em sợ mẹ nghĩ xấu là em với ảnh là làm chuyện tầm bậy nhưng mà thật ra không có em đang ngủ kế bên thằng em mà em giả bộ nhắm mắt nhưng mà em nghe mẹ nói là con cái mà mẹ nói không nghe là mẹ đuổi đi hết á. Cái là em sợ quá em nằm im đó luôn. Thường mẹ chồng quá chị. Thôi nhưng mẹ cũng giữ gìn để hai đứa học tới nơi tới chốn đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ tụi em đám cưới được bao lâu rồi? Dạ cũng được 5 năm rồi chị. 5 năm. Dạ. Trời ơi. Giờ có em bé chưa? Dạ con được em được bé 3 tuổi rồi. Dạ hả? Vậy hả? Mà sống chung vậy thì mượn quen vậy thì chắc biết hết tật xấu của nhau rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Trước khi cưới là đã biết luôn rồi đó. Dạ. Vợ có lòi tật xấu không? Vợ em thì ghen là biết rồi đó. Dạ tật xấu thì vợ em nó nhiều lắm, nó bộc phát ra nhiều lắm. Vợ cái ghi thành sổ thành cuốn sách rồi đó. Thôi em hãy kể những cái tật nào mà nó xấu đau xấu đớn nha. Dạ cái tật hay xấu nhất là bừa bộn. Là không có nhà cửa thì không có dọn dẹp này kia ngăn nắp mà chỉ có bày vậy thôi. Khi mà em đi làm về khi mà mở cửa ra em thấy nó có nhà, cái này không phải là cái nhà nữa mà này là cái chuồng hay cái gì. Là nhà cửa nó bày bộn tùm lum tùm la. Hai đứa ở riêng hả? Dạ hiện giờ hai đứa ở riêng. Ở riêng mới dám bày vậy chứ ở chung mẹ đâu dám bày. Có ở gần nhà mẹ không? Dạ mẹ ở xa không ở gần. Rồi tiếp tục tật xấu thứ hai. Dạ là ngủ, khi ngủ là có cái chăn, vợ một cái, chồng một cái, con một cái. Nhưng mà khi mà ngủ tới nửa đêm là lúc nào mình cũng co ro một giờ. Tại vì vợ đã lấy luôn cái chăn của chồng mình. Dạ, chiếm hết rồi mà quấn, mà kiểu là quấn mình không có gỡ ra được luôn. Bà quấn giống như con kén vậy. Dạ đúng rồi, đúng như con kén vậy. Rồi, nấu ăn có ngon không nè? Dạ, cái phần nấu ăn thì em là xin đầu hàng. Tại vì nấu ăn rất là dở, gọi là dở. Rồi gì nhưng mà bù lại là có phụ là mỗi lần nấu ăn xong rồi rửa ráy dọn dẹp đồ sạch sẽ không? Dạ còn nói phần rửa ráy thì nó lại một tật xấu nữa. Ăn xong thì rồi để đó đó rồi em phải tự đi dọn đi đầy cái nọ là dạ, dọn em hết. Làm hết. Dạ làm hết. Chứ cha sao trăm điều xấu vậy? Ủa như vậy là cũng không nấu ăn được mà cũng không rửa chén luôn. Dạ. Không ăn không rửa chén. Bừa bộn. À. Tối ngủ thì giật mình của chồng. Trời ơi. Rồi còn gì nữa không? Nói luôn đi em. Dạ lúc trước thì giặt đồ mình giặt bằng tay 2 ngày 3 ngày giặt một lần. Nay là có máy giặt rồi thì khoảng 10 bữa nửa tháng giặt một lần. Bây giờ xếp vô luôn cái là không giặt đồ. Nhưng mà xếp đồ là ai xếp? Dạ xếp đồ thì vợ em là vợ xếp. Một đợt vớt vớt lại được. Vớt lại được miếng. Rồi nè, có giống như những người trẻ tuổi thời đại không? Nãy cầm điện thoại hay mới coi phim, mới trai đẹp coi. Dạ cái đó là xem điện thoại là hàng đầu. Lúc nào cũng cầm điện thoại lướt. Em không biết là lướt cái gì, xem cái gì trên mạng thế giới em cũng không biết. Có mấy trai đẹp không?
Dạ có. Coi ai? Cô Quốc Thuận hả? Coi ai? Dạ Hoàng Sơn. Lee Min Ho. Trời ơi, Lee Min Ho là như cả nước rồi, cả thế giới mê. Em còn mê nữa mà. Min còn mê đó. Dạ. Coi Min mê mà thấy đèn Min muốn bóng luôn á. Rồi bây giờ sao nè, có dễ sai dễ bảo không? Dạ dạ em có tính nóng lắm, với lại ngang như cua vậy, nói là mình nói thì nói nhưng mà không có nghe. Có nghĩa là cứng đầu. Dạ đúng rồi. Ngàn lẽ một điều xấu rồi thôi đừng hỏi nữa. Đừng có hỏi nó tội. Trời nhỏ. Sao nhiều quá vậy? Tội nó phanh phui ra mà hồi tội dữ lắm. Nhưng khoan, xin hỏi cái nữa nghe. Cái này nè, có hay quên không? Hay là nhớ rất dữ? Dạ nhớ rất là dữ. Cái gì giận là nghe cua nó hoài, nói hoài nó mãi cứ nói là lãng nhảm đó. Lại thêm một cái tập nữa. Thôi đừng nói nữa. Rồi ngưng đi. Bây giờ sẵn vậy nói mong muốn thay đổi điều gì nè? Dạ em chỉ muốn vợ em thay đổi là biết quan tâm về chuyện nhà cửa, gọn gàng sạch sẽ, chỉ vậy thôi. Rồi bây giờ tới ổng nè, có tật xấu gì không em? Nãy giờ ổng tấn công em quá trời đó. Dạ để em nhớ cái tật xấu anh ít lắm. Ảnh cũng mê điện thoại, ảnh chơi game, ảnh là nghiện game luôn. Nghiện game chứ không nghiện gái đúng không? Dạ không, nghiện game thôi, không có gái gú hay cà phê gì nữa. Nói chung là về với em là cái đó triệt hết rồi. Có nhậu nhẹt không? Dạ không. Ồ, không nhậu nhẹt, không gái gú, không thuốc luôn. Dạ. Quá hay. Chỉ mê game thôi. Dạ. Phải dính gái mời, đàn ông phải dính gái mời. Còn gì nữa nè, chăm con giỏi không? Con là ai chăm nè? Dạ ảnh chăm luôn. Trời chết rồi, ông chồng chăm điểm rồi. Còn sao nè, có dơ không? Ở sạch lắm, tắm thật là lâu vậy á. Đi ngủ mà còn phải xịt dầu thơm rồi lăn hết rồi mới đi ngủ. Thơm tho lên giường. Cái đâu có xấu đâu. Thật đó. Đó là tốt mà. Ừ. Rồi sao? Có hay cằn nhằn cửa nhửng mấy cái xấu của em không? Ảnh đúng là ảnh hay làm chuyện nhà, ảnh dọn dẹp thiệt nhưng mà ảnh hay lầu nhầu. Vừa làm vừa nói em nhức đầu. Còn mà việc mà bày bộn nhà là tại vì có con nhỏ rồi nó bày ra rồi em đi bán nhà em mệt em cũng làm biếng. Thì vừa dọn chồng vừa dọn vừa dạ vừa dọn vừa lằng nhằng như là không dọn nhà để đó rồi dơ rồi này kia cứ lằng nhằng vậy đó. Nó hoài tật, dạ tật em thì ai mà lằng nhằng để cho làm luôn em không có làm. Hãy cho, cứng đầu mà nhỏ này cứng đầu hiểu không? Chứ không phải là tại vì em lười biếng nữa, tại vì ảnh quá chiều vợ đi cho nên là vợ nó hư. Là lỗi có tại không? Tại không? Anh dành làm hết chứ đâu phải là em không làm đâu. Phải chưa? Tại em ai biết dành? Dạ tại lúc đầu thì thấy vợ làm sợ vợ cực nên cái gì cũng để cứ thấy vợ làm thì cũng có để chồng làm cho chồng phụ cho đó vậy dạ. Vợ từ thuở bơ vơ mới về không vậy ráng chịu dạ. Rồi giờ mong ước sửa chữa cái gì nè? Dạ anh bớt cầm nhàm em đi, làm việc nhà nhiều lên rồi đừng nói gì em nữa hết. Làm nhưng mà đừng có cầm nhằn nhà làm đúng không? Và kinh tế nhà là đứa nào kiếm? Hiện giờ thì hai vợ chồng cũng kinh tế cũng ổn. Thế nhưng em là làm ở ngoài thì tiền chủ yếu là về, là nói chung là trang trải hết trong chuyện gia đình. Dạ vợ em thì cũng buôn bán nhỏ nhưng mà cũng có số vốn để tích góp. Nói chung là hai vợ chồng tích góp nha. Vậy là hai vợ chồng là đồng thanh đồng thủ đó. Đúng rồi, lắm. Hợp đó. Nhìn hai cái lỗ mũi này là không cửa nào nghèo được luôn. Không bao giờ mà lấy được tiền của nó luôn. Đó, nó tiền mà lắm. Nó có nhiều vô là cất trong kết hết. Đúng luôn rồi đó. Không ra được. Đó. Thôi hai chồng quá đáng yêu rồi, dễ thương rồi. Thanh mai trúc mã mà. Thanh mai trúc mã. Rồi chúc cho hai em luôn luôn hạnh phúc và vui tươi như thế này nha. Rồi. Rồi. Cảm ơn.